bye rồi, còn vài bốp nữa thôi là bye bye sẽ cất cánh. Chuyến bay này mình bối cảnh ở Tokyo, sân bay Haneda. Than it is in our heads. Ever since I met you, I've been a little bit wilder. But that goes on. Hiện tại còn một phút nữa là mình đến sân bay Nhật. But that goes on. Cùng đi mình thôi. Dịch bệnh nên sân bay cũng hơi vắng người. Hiện tại là 10 giờ rưỡi và mình đang lên chuyến bay tiếp theo để đến Mỹ. Đây là bữa ăn thứ hai của mình, gồm có combo nước ép trái cây và rau củ. Vì chuyến bay kéo dài 18 tiếng nên mình chỉ xem phim và ngủ thôi. Đây là bữa ăn thứ ba của mình trên chuyến bay, gồm có combo và nước ép trái cây. Số 13 mình đã lấy hành lý và chuẩn bị dọn đến nhà mới. Yeah.